Và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào ngày làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tổng hợp và thông qua ý kiến tham gia của đại biểu đại hội và các đảng bộ trực thuộc và văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh và biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc đại hội. Trong phiên làm việc buổi sáng, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất bầu Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, đồng chí Trần Công Thuật, đồng chí Trần Hải Châu, đồng chí Cao Văn Đình, đồng chí Đinh Công Hải, đồng chí Nguyễn Công Huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, đồng chí Nguyễn Văn Man, đồng chí Lê Văn Phúc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, đồng chí Từ Hồng Sơn, đồng chí Trần Thắng, đồng chí Trần Văn Tuân, đồng chí Trần Xuân Vinh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, đồng chí Trần Công Thuật giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Trần Phong, đồng chí Nguyễn Công Sự, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Tiếp đó, đại hội tiếp tục thảo luận báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15. Nhìn chung, các tham luận đã tập trung đánh giá một cách toàn diện những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm tới 2015-2020. Thảo luận trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng chí Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, 5 năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tỉnh Quảng Bình đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đào tạo. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, mạng lưới các trường, trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm được sắp xếp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của người học và thị trường lao động. Về những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí nhấn mạnh. Thứ nhất, về giáo dục phổ thông là giáo dục nền tảng, ổn định hệ thống giáo dục hiện có và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để tạo điều kiện tư thục xây dựng các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục tại các khu công nghiệp lớn, tại các khu công nghiệp và khu công nghiệp tập trung, điều chỉnh chính sách ưu tiên giáo dục tại các cơ sở giáo dục chuyên, cụ thể là trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, chỉ đạo xây dựng các trường trọng điểm chất lượng ở các huyện, thành phố và thị xã, xem xét hình thành trường trung học cơ sở chuyên hoặc lớp chuyên trung học cơ sở tại đơn vị cấp huyện. Thứ hai, về đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo nghề, về quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giảng dạy đại học theo hướng đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm và cơ bản, xây dựng nhanh các cơ sở thực hành chuyên môn gắn đào tạo đại học với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, chú trọng nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng và thực hành, tăng cường liên kết quốc tế trong nước và với các cơ sở giáo dục có chất lượng để tiếp cận phương pháp và kiến thức tiên tiến, tạo lập môi trường đào tạo và ứng dụng thực hành thuận lợi, hiệu quả, thiết thực. Thứ ba, chọn lựa, tuyển dụng và thực hiện chính sách phù hợp với nhân lực được đào tạo từ các trường đại học, trường đào tạo nghề và các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục trong cả nước.
Đại hội đã tổng hợp và thông qua ý kiến tham gia của đại biểu và các đảng bộ trực thuộc vào văn kiện đại hội 12 của Đảng. Việc góp ý vào văn kiện đại hội 12 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các đảng bộ và nhân dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cả ý kiến tham gia sôi nổi sâu sắc và tâm huyết. Hầu hết cả ý kiến đều thống nhất với nội dung bố cục của văn kiện. Các đại biểu đại hội và đảng bộ cũng đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến những quyết sách nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng và phát triển đất nước được trình bày trong văn kiện. Hầu hết ý kiến nhất trí về những thành tựu mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được qua gần 30 năm đổi mới, đồng thời đề xuất những giải pháp về tiếp tục đổi mới đất nước, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải quán triệt tư tưởng dân là gốc, phải hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh. Về mục tiêu tổng quát được nêu trong văn kiện, đại đa số ý kiến đề xuất giải pháp về chính sách đầu tư, trong đó chú trọng chính sách đầu tư phát triển, cân đối vùng biên, chú trọng giữ vững trật tự an ninh biên giới, nhất là vùng biển đảo, xây dựng các mô hình tăng trưởng kinh tế, tăng cường phát huy nội lực, phát triển các cụm công nghiệp, khu kinh tế, đẩy mạnh quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các ý kiến góp ý văn kiện đại hội 12 của Đảng cũng quan tâm đến nội dung thể chế nhà nước. Theo đó, thể chế kinh tế phải đồng bộ với thể chế chính trị và phải bổ sung các quy định về quan hệ pháp luật trong nước và quốc tế. Có khá nhiều ý kiến đề xuất giải pháp đối với các lĩnh vực, phát huy vai trò của mặt trận đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, tập trung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo để giáo dục đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, phát triển khoa học công nghệ, văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, tăng cường quản lý tài nguyên, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên gắn với chế biến, chú trọng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tại đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh và biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Các ý kiến tham luận đã đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn và thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó tập trung phân tích vào các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng, tài chính tín dụng, công tác quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại. Về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới công tác dân vận, về nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Về các chỉ tiêu định hướng trong giai đoạn 2015-2020, về kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân hàng năm đạt 8,5-9%, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm, nông lâm ngư nghiệp 4-4,5%, công nghiệp xây dựng 11-11,5%, dịch vụ 9-9,5%. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế nông lâm ngư nghiệp chiếm 20%, công nghiệp xây dựng chiếm 28%, dịch vụ chiếm 52%. Đến năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 tỷ đồng. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 65-70 triệu đồng, phấn đấu có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Về xã hội, giải quyết việc làm hàng năm cho 3,1-3,2 vạn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2-3% một năm, tốc độ tăng dân số 0,6-0,65% một năm. Đến năm 2020, có 99,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 90,6% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, số giường bệnh bình quân trên một vạn dân đạt 25,5 giường, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% xã phường thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, 65% lao động qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề đạt 50%. Về môi trường, đến năm 2020 có 97% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, tỷ lệ che phủ rừng đạt 69-70%. Về xây dựng Đảng, hàng năm có 99% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên,
trong đó có khoảng 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% thôn bản có tổ chức đảng. Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế, 5 nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội và 6 nhiệm vụ xây dựng đảng với 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong phiên bế mạc đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, đại diện cho gần 6,7 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội gồm 5 phần. Phần thứ nhất, tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm từ năm 2010 đến 2015 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020 đã nêu trong báo cáo chính trị. Hai là thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 15. Từ kinh nghiệm hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Ba là thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đảng bộ trực thuộc vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 12 của Đảng, giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 tổng hợp ý kiến tham luận của các đại biểu đại hội để bổ sung hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bốn là thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 52 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Năm là giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 căn cứ nghị quyết đại hội trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng để xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. Tại đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đọc diễn văn bế mạc đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, thưa đại hội, thưa đồng chí, đồng bào trong tỉnh. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội 16, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11 về xây dựng Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và 5 năm thực hiện phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội 2010-2015 trên địa bàn tỉnh, là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Đại hội đã thông qua nghị quyết khẳng định những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân đạt được, chưa đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã biểu thị sự quyết tâm chính trị rất quyết liệt trong 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã thông qua những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, thể hiện sự kế thừa thành quả lãnh đạo của Đảng bộ trong các nhiệm kỳ trước đây, đồng thời đánh giá bước trưởng thành rất quan trọng của Đảng bộ, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, của quân và nhân dân tỉnh nhà. Những quyết sách đó vừa có giá trị định hướng, vừa có giá trị thực hiện và cũng là tư tưởng chỉ đạo sâu sắc
trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý các văn kiện của đại hội để chính thức ban hành, lãnh đạo chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đã đề ra. Đại hội đã thực hiện nghiêm túc đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 52 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã bầu Ban thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy, bầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực sự tiêu biểu cho gần 6,7 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 là những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Với những kết quả trên, chúng ta vui mừng báo cáo trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, kính thưa các đồng chí, thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, mở ra một thời kỳ mới, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ, của quân và dân trong tỉnh phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững. Những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 hôm nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Quốc hội và Chính phủ, sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các ban Trung ương Đảng, các bộ ban ngành Trung ương, là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội từ Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ đảng viên của con em quê hương trên khắp mọi miền của Tổ quốc với những việc làm và tình cảm thiết thực, đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất cao của nhân dân trong toàn đảng bộ, nhất là các đồng chí đại biểu đại hội. Từ diễn đàn trọng thể này, đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, xin trân trọng gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương lòng biết ơn sâu sắc, niềm tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội cảm ơn sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, các ban của Trung ương Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, mà trực tiếp là ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, và sự có mặt tại đại hội của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Một lần nữa, đại hội xin chân thành cảm ơn, đồng thời xin tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, coi đây là những định hướng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ mới. Từ nhiều tháng nay, hướng về đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân với ý thức trách nhiệm rất cao và tình cảm sâu sắc đã đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm nhằm bổ sung xây dựng các văn kiện trình đại hội, đồng thời đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để chào mừng đại hội. Đại hội xin ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồng bào và chiến sĩ trong toàn tỉnh. Cảm ơn đồng chí, đồng bào đã quan tâm theo dõi và dành cho đại hội những tình cảm tốt đẹp nhất. Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dù,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành và nhiều tổ chức cá nhân đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban và văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến dự với đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Trung tướng Đồng Chí Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người con ưu tú của quê hương đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Đại hội bày tỏ tình cảm quý mến và lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, các đồng chí là con em quê hương đang giữ trọng trách lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh, đại diện chức sắc tôn giáo đã đến dự và mang nhiều tình cảm tốt đẹp đến với đại hội. Sự có mặt và những tình cảm của các đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ to lớn đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đại hội ghi nhận những tình cảm chân thành hướng về quê hương của những người con Quảng Bình đang công tác, lao động, học tập, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Những tình cảm đó đã góp phần tạo thêm sức mạnh tinh thần cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vững bước đi lên trong chặng đường sắp tới. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã cử cán bộ, phóng viên đến dự, theo dõi và kịp thời đưa tin đại hội. Đại hội trân trọng biểu dương và cảm ơn các tiểu ban phục vụ đại hội, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên, công nhân viên chức, các cơ quan ban ngành lực lượng vũ trang, công ty cổ phần tập đoàn Đường Thịnh đã làm tốt công tác phục vụ đại hội, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội. Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực và cống hiến quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nay không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và mong rằng với tình cảm, trách nhiệm, khả năng và kinh nghiệm hoạt động của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục hiến kế để có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong thời gian sắp tới. Kính thưa các vị khách quý và toàn thể đại hội, thưa đồng chí, đồng bào trong tỉnh. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, vượt lên mọi khó khăn thách thức, tranh thủ cơ hội mới, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 mà chúng ta vừa thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Ngay sau đại hội, tất cả các tổ chức cơ sở đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện của đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hành động, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trách nhiệm nặng nề, song cùng rất vẻ vang ấy, trước hết đặt lên vai của các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa mới. Bên cạnh đó có vai trò hết sức quan trọng của toàn thể đại biểu đại hội là những đảng viên ưu tú, là cấp ủy và lãnh đạo các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết thống nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Để hoàn thành những nhiệm vụ to lớn ấy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, có nếp nghĩ cách làm mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, thực tế, gần dân, sát cơ sở. Nghị quyết nêu ngắn gọn xúc tích, những cách làm, giải pháp thì phải phong phú sáng tạo, quyết liệt. Và quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Chỉ có như thế thì nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, biến thành hiện thực. Bởi vì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được thể hiện sinh động và cụ thể ở năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện. Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, dù ở cương vị công tác nào, đều phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tập trung trí tuệ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nói đi đôi với làm, tăng cường đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống của quê hương Quảng Bình hai giỏi, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, đồng sức chung lòng, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà, thay mặt đoàn chủ tịch,
tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí dự đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy. 2. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Trương Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 4. Đồng chí Trần Hải Châu. 5. Đồng chí Cao Văn Đình. 6. Đồng chí Đinh Công Hải. 7. Đồng chí Nguyễn Công Huấn. 8. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương. 9. Đồng chí Nguyễn Văn Man. 10. Đồng chí Lê Văn Phúc. 11. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang. 12. Đồng chí Từ Hồng Sơn. 13. Đồng chí Trần Thắng. 14. Đồng chí Trần Văn Tuân. 15. Đồng chí Trần Xuân Vinh. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 16. Đồng chí Lê Văn Bảo. 17. Đồng chí Nguyễn Lương Bình. 18. Đồng chí Nguyễn Đức Cường. 19. Đồng chí Phạm Xuân Diệu. 20. Đồng chí Trần Đình Trinh. 21. Đồng chí Trần Tiến Dũng. 22. Đồng chí Hoàng Minh Đề. 23. Đồng chí Phan Văn Gòn. 24. Đồng chí Phạm Quang Hải. 25. Đồng chí Phạm Thị Hân. 26. Đồng chí Đinh Quang Hiếu. 27. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng. 28. Đồng chí Nguyễn Huệ. 29. Đồng chí Phan Mạnh Hùng. 30. Đồng chí Lê Công Hữu. 31. Đồng chí Trần Vũ Khiêm. 32. Đồng chí Phan Văn Khoa. 33. Đồng chí Nguyễn Thị Lai. 34. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm. 35. Đồng chí Nguyễn Đức Lý. 36. Đồng chí Nguyễn Thị Minh. 37. Đồng chí Phạm Văn Năm. 38. Đồng chí Lê Minh Ngân. 39. Đồng chí Đỗ Minh Ngọc. 40. Đồng chí Đinh Quý Nhân. 41. Đồng chí Trương An Ninh. 42. Đồng chí Hồ Anh Phong. 43. Đồng chí Trần Phong. 44. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương. 45. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn. 46. Đồng chí Đinh Hữu Thành. 47. Đồng chí Trần Thuynh. 48. Đồng chí Phan Văn Thường. 49. Đồng chí Hoàng Minh Tiến. 50. Đồng chí Trần Quốc Tuấn. 51. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến. 52. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết, đại hội đã đề ra những mục tiêu, giải pháp và về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới như thế nào? Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với đời sống chính trị và kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đại hội đã thảo luận, phân tích và xem xét một cách toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đã chỉ rõ những mặt yếu kém, tồn tại, những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân của những tồn tại thiếu sót. Đại hội cũng đã rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo qua thực tiễn 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận thông qua nghị quyết và các văn kiện quan trọng có một ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Đại hội đã xác định mục tiêu trong 5 năm tới đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, phát huy và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, Đại hội cũng đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, giữ môi trường chính trị ổn định, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh,
tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện những mục tiêu cao cả đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp rất quan trọng cho nhiệm kỳ sắp tới. Trong đó, Đại hội đã nhấn mạnh phát triển công nghiệp trở thành ngành động lực, là ngành kinh tế trọng điểm của nền kinh tế, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, có thể nói đây là hướng phát triển chủ đạo của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội cũng đã lưu ý là tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại để đảm bảo thực hiện trong một trong những kỳ đột phá về phát triển kinh tế xã hội ở trong 5 năm tới. Để thực hiện những nhiệm vụ nêu ra thì đại hội cũng đã thực hiện một số cái giải pháp. Trong quá trình thảo luận thì đại hội đã lưu ý là cần phải tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, thu hút những dự án lớn, những dự án có tính động lực cho sự phát triển để tạo sự bứt phá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có thể nói đây là một giải pháp có tính chất cấp bách, đặc biệt quan trọng để tạo ra được những cú hích quan trọng trong phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà trong giai đoạn tới. Vấn đề thứ hai là cần phải tập trung để giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh các thành phần kinh tế phát triển, các loại hình doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quảng Bình là một môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với Quảng Bình. Có thể nói, thông điệp chuyển đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư về tỉnh, Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, môi trường tốt nhất để các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với Quảng Bình. Hy vọng rằng Quảng Bình sẽ là một điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và du khách trong nước và quốc tế. Một vấn đề được đại hội lưu ý đó là cần phải đẩy mạnh cái vấn đề tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và tích cực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nhằm để tạo ra được những quyết tâm lớn nhất để thực hiện mục tiêu của đại hội đề ra trong vấn đề xây dựng nông thôn mới. Một vấn đề không kém phần quan trọng được đại hội xác định lần này đó là cần phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên và khoáng sản nhằm để tạo được sự chuyển biến trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Một vấn đề quan trọng nữa được đại hội cũng lưu ý đó là cần phải đẩy nhanh cái vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại, tạo ra được một sự liên kết vùng, kinh tế vùng ở trong tỉnh để nhằm để tạo được một sự chuyển biến bứt phá về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Một cái giải pháp có tính chất quan trọng đối với đại hội lần này đó là cần phải tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt nhất là chú ý về khâu công tác cán bộ. Đại hội cũng lưu ý rất nhiều về vấn đề là xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa bảo đảm năng lực, trách nhiệm, tận tâm tận lực, có tư duy đổi mới sáng tạo, năng động sáng tạo để tạo ra được những sự bứt phá ở trên các lĩnh vực. Đại hội cũng lưu ý cần phải rà soát lại đội ngũ cán bộ để bố trí những cán bộ, đặc biệt là cán bộ đứng đầu của các ngành và lĩnh vực trọng yếu, những lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Đấy, có thể nói đây là một trong những giải pháp có tính chất đột phá trong công tác xây dựng Đảng để tạo điều kiện cho các ngành lĩnh vực phát triển để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đang đứng trước thời cơ vận hồi mới và đồng thời cũng đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Để đáp ứng được kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ có những quyết tâm chính trị như thế nào để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 để xác định chủ đề xuyên suốt thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao, đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đã thông qua nghị quyết rất quan trọng. Có thể nói nghị quyết của đại hội lần này đã kết tinh được trí tuệ, được sức mạnh, được ý chí nguyện vọng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Để thực hiện cái quyết tâm chính trị đó, ngay sau đại hội lần này, các cấp ủy, các tổ chức đảng cần phải triển khai ngay công việc tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16
của nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức nghiên cứu quán triệt cần phải tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Tổ chức tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để nâng cao được một nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tạo ra được một khí thế mới, một cái hào khí mới để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu sau ngay Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Một cái vấn đề quan trọng thứ hai là các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng, rồi là các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cần phải triển khai ngay kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết của Đại hội. Trong đó cần phải chú ý cụ thể hóa, lựa chọn những vấn đề có tính chất trọng tâm trọng điểm, những vấn đề có tính chất đột phá, những vấn đề có tính chất quan trọng, cấp bách nhất để cụ thể hóa và để xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất nhằm để đáp ứng cái lòng mong đợi của đảng bộ, của nhân dân ở trong tỉnh. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhận lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 đã lan tỏa về khắp cả khu dân cư, thôn xóm, bản làng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh luôn hướng về đại hội với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng. Tôi rất phấn khởi trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Qua đời hội này, bà con nông dân cũng rất mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Chúng tôi là rất kỳ vọng vào cái việc báo tiêu sản phẩm cho người nông dân. Thứ hai nữa là việc hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp đối với người nông dân ở vùng lúa Lê Thủy. Cán bộ hội viên nông dân cũng rất mong muốn sau này là tỉnh quan tâm hơn về vấn đề đào tạo nghề cho nông dân, để là nông dân có những kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất có hiệu quả hơn. Quán nghe cái bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã đặt ra cho đảng bộ nói chung và ban chấp hành tỉnh đảng bộ nói riêng những cái vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết, mà nhất là năm cái vấn đề cuối cùng đồng chí đã chỉ rõ. Tôi hy vọng rằng là với tinh thần trách nhiệm cao, yêu cầu là có những ban chấp hành đảng bộ khóa mới phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm đưa nghị quyết của đại hội vào thực tế. Đối với là cái số lượng lao động mà còn thiếu công ăn việc làm hoặc là chưa có việc làm thì vẫn đang còn rất là nhiều, thì qua đây cũng muốn bày tỏ là sẽ có những cái giải pháp thiết thực hơn, cụ thể hơn để mà giải quyết cái nguồn lao động này trong tương lai. Mong muốn rằng là thời gian tới đảng bộ sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến cái công tác giáo dục tỉnh nhà, đặc biệt là về cơ sở vật chất phục vụ cho công việc dạy và học, và quan tâm hơn nữa đến các cái chế độ chính sách của những cái giáo viên vùng sâu vùng xa. Ban chấp hành mới với trí tuệ tài năng của mình, với truyền thống quê hương hai giỏi của Quảng Bình, thì làm thế nào đó để kịp sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ phát huy hết vai trò, trách nhiệm, đạo đức, tác phong, nâng cao trí tuệ để lãnh đạo cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.